coi. Rồi rồi. Rồi vô hát gì coi. Ủa vậy? Ủa gì Phi? Đang ngắn vô rồi Phi. Rồi, y tê ơi. Để bà ngoại hát thấy hấp dẫn hơn á. Bảo bảo chết tề. Ủa rồi rồi. Dắt hợp hát coi. Rồi vô. Vô. Phi vô cái này nó phái à. Nó vô hỏi xỉn luôn à. Không, cái này cũng ngon ngon. Nó phái lắm thằng này. Nó ngọt ngọt. Cái này dễ dầu à. Dễ dầu nó xay nó. Đó. Bên này nè, hôm nay sinh nhật Bảo Bảo 13 tuổi. Không có gì mà ăn vậy đủ rồi. Tại vì dịch này không làm gì. Đi đâu, không đi đâu được á. Mày lỡ nghe cái mai mày xanh cái ngày này là xui xẻo luôn. Ở đây là xui xẻo gì? Trời ơi, nó heo vàng đó. Biết rồi, mày xanh ngay cái ngày này là biết sao. Ở bên đây đâu có chơi được mùa hè á. Là ngay mùa hè đó mới ngon. Trời ơi, anh có biết được ngay cái ngày mà nó xanh ra ở, nó vừa xanh ra tiết rơi ở ngoài không? Mấy năm nay nó sinh nhật không có tiết á. Nó vừa xanh ra tiết rơi á. Mấy năm về trước có tiết mà. Mấy chục năm mới trở lại heo vàng công chúa người ta đó. Vừa đẹp nết vừa đẹp người nữa đó. Có, nghe lời là được rồi. Mấy mốt sau này lấy chồng đại gia. Giao giao khỏi khỏi khỏi. Không lấy chồng đại gia hả? Hết rồi, khuôn chai champagne nữa. Rồi kia để ngoài lạnh đi.